Chào các bác thợ đánh chim đêm nhé. Miền Bắc mình thì bước sang tháng 4 âm lịch thì con gà bắt đầu di cư về rồi. Đấy, đặc biệt là cả một loạt gà mái, gà trống này, đấy, cũng như trích. Thì ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho anh em thợ đánh là về cái bộ lưới cũng như là loa đánh gà nhé. Thì bác nào đang có nhu cầu sử dụng thì có thể là tham khảo đặt hàng, số điện thoại để ở góc màn hình video. Đấy, còn đây là con gà trống thì cái dòng lưới đánh gà thì chơi ở trên cái dòng lưới mắt 7 anh em. Đấy, mắt 7 hoặc là mắt 8 đều được. Nếu mà anh em đánh ví dụ bản rộng tầm khoảng 300m thì anh em có thể là chơi 150m 7 phân và 150m 8 phân là anh em đánh nó ok. Vòng lưới ngoài thì đánh lưới 7 phân thì ví dụ loạt gà mái nó có bật về thì nó sẽ dính. Đấy, hoặc gà trống về cũng dính. Đấy, còn ví dụ anh em chơi 8 phân thì ví dụ như em đánh cả trích cả gà thì 8 phân là nằm ở trong chuồng hết. Thì cái tiếng đánh trích thì sẽ đánh ở trong cái bàn lưới 8, còn vòng ngoài này đánh lưới 7 này. Đấy, sợi lưới là sợi 20 anh em nhé. Đấy, chiều cao mắt lưới của dòng lưới này là 120 mặt. Đây là hàng lưới hải lợi, biên đôi chân xanh ấy. Đấy, cứ biên đôi chân xanh là hàng lưới anh tím ấy. Hàng này rất là bền. Đấy, sợi lưới chắc mặt, không bị chạy. Đấy, còn lưới này, ví dụ lưới 7 này thì là cao 115 mặt này. Đấy, nhân với 7 phân nha anh em nhé. Đấy, còn ví dụ lưới 8 này 100 mặt thì nhân với cả 100 mặt thì nhân với 8. Đấy, còn lưới này 115 mặt nhân với 7 thì khi lên lưới hoàn thiện nó khá là ok. Lưới thì tùng túi nhiều. Đấy, và nhuộm màu đen nha anh em nhé, nhuộm màu đen siêu tàng hình để cho các bác đánh. Đấy, còn ví dụ như kỹ hơn một chút thì đây là ví dụ nhôi cọc này, nhôi cọc khoang túi thì đây này thì bên cơ sở em là làm hết rồi, các bác mua về là chỉ được đánh đây, nhôi cọc khoang túi hoàn thiện hết. Đấy, còn sợi lưới chuẩn 20 thì đánh nó bông sợi. Đấy, ví dụ như trên video này rất là bông sợi này. Đấy, khi con chim nó đóng vào thu tịt xuống thì ok. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái dòng lưới này thì anh em mua về ngoài đánh trích gà ra thì anh em đánh sâm, đánh vịt két, đánh ví dụ 7 phân thì đánh cả cuốc tu hú, 8 phân đánh tu hú các kiểu. Đấy, thì dòng lưới này thì được các bác sử dụng nhiều. Đấy, còn về loa đánh gà thì ở đây thì chỉ chơi dòng loa toa thôi, toa 10 anh em. Đấy, dòng toa 10 này thì họ đánh được nhiều loại. Đấy, ví dụ như trong thời điểm này đang đánh kẹp, đánh vạt này, đánh trích này, đánh gà, đánh tu hú, đánh cuốc ta. Đấy, và kẹp đánh sâm, nói chung là nhiều, đánh được nhiều loại. Chim nhỏ thì đánh mắt đỏ, mắt xéo. Đấy, và rẽ hú. Đấy, còn dòng loa này nói chung là đánh được nhiều loại nhé. Các loại chim đêm là anh em sử dụng đánh ở trên cái dòng loa này là hợp lý đấy. Đấy, còn loa thì nó có hai loại để anh em chọn lựa nhé. Đánh gà này thì có một loại là toa 10 như em đang quay cho anh em xem này, và một loại nữa là toa 15, đánh gà trống, chuyên gà trống thì anh em sử dụng toa 15. Đấy, còn ví dụ đánh cả gà mái, gà trống thì anh em đánh toa 10 là hợp lý đấy. Đấy, còn anh em cứ phải sắm cho mình một đôi toa 10 này, hoặc là nhiều hơn nữa thì anh em đánh nhiều loại chim thì có thể là sắm nhiều hơn, bởi vì dòng toa này thì nó đánh chủ yếu đánh các loại chim kinh tế và anh em sử dụng mua một lần thì đánh được rất là nhiều. Đấy, còn gà thì đợt này có gà tư, gà trống già ra. Đấy, như buổi sáng nay thì chỉ được một trích một gà thôi. Đấy, thì anh em tham khảo nhé. Đấy, thì cần mua lưới hoặc là loa cũng như là âm ly, cần hỗ trợ thẻ tiếng thì anh em liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác đấy.